Chúng ta xét ví dụ cho cơ cấu tay quay con trượt. Đây, thử được tại thời điểm như hình vẽ. Như hình vẽ là thời điểm mà AB tạo phương ngang góc 45 độ, BC tạo phương ngang góc 30 độ. Thì bít tông C có vận tốc là VC bằng 2 m trên giây. Bít tông C đây các bạn. Bít tông C trường hợp này là chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang là với vận tốc VC bằng 2 m trên giây. Người ta yêu cầu gì? Xác định vận tốc góc của thanh truyền BC, thanh truyền BC đây và tay quay AB tại thời điểm đó. Vậy đây là cơ cấu tay quay con trượt. Có nghĩa là gì? Thanh AB là chuyển động quay quanh A. Thông qua thanh truyền BC thì có bít tông C sẽ chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang và thanh BC là chuyển động song phản. Đó là bước đầu tiên chúng ta phải nhận biết được chuyển động của các vật trong cơ cấu là gì? Bít tông C là chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang và người ta cho là chuyển động của bít tông C. Thanh AB là chuyển động quay quanh A và BC là chuyển động song phản. Thì cơ cấu này tức là người ta cho chuyển động của bít tông, tức là biến chuyển động tĩnh tiến của bít tông C thành chuyển động quay của AB quanh A. Vậy người ta cho chuyển động của bít tông C tìm chuyển động của hai thanh AB và BC. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta nhận xét về chuyển động đó. Bít tông C là chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang. Thanh AB là chuyển động quay quanh A. Thanh BC là chuyển động song phẳng mà có vận tốc VC rồi. Vì sao? VC là gì? VC là vận tốc của con trượt là bít tông C, cũng chính là vận tốc điểm C thuộc thanh BC. Còn hiểu không? Vậy là thanh BC chuyển động song phẳng có vận tốc VC rồi. Mình sẽ tìm vận tốc VB theo VC từ quan hệ vận tốc của hai điểm thuộc hình phẳng chuyển động song phẳng. Là chúng ta sẽ có VB chọn C làm cực vì chúng ta đã có vận tốc VC rồi. Thì chúng ta sẽ viết VB theo VC, tức là VB sẽ là bằng VC cộng VBC. Các bạn chú ý, chuyển động song phẳng sẽ được tách thành hai chuyển động. Một là gì? Chuyển động tĩnh tiến cùng điểm cực. Và chuyển động thứ hai là chuyển động quay quanh điểm cực. Vậy mình chọn C làm cực, mình sẽ tìm vận tốc VB qua VC là VB sẽ bằng VC cộng VBC. Mà VBC nghĩa là sao? Nghĩa là chuyển động của B quay quanh C. Chuyển động của B quay C. Vậy chuyển động VBC sẽ bằng là BC nhân omega BC và phương là vuông góc với BC. Vì sao? Vì VBC là chuyển động của B quay quanh C mà. Cho nên vận tốc này sẽ phương vuông góc với BC. Vì là VBC tức là vận tốc của B quay quanh C, cho nên muốn thể hiện vận tốc VBC phải vẽ tại B nha các bạn. B quay quanh C mà. Vẽ tại B. Vậy tại B mình kẻ đường vuông góc với BC, đường đó sẽ xác định phương của vận tốc VBC. Tại B này mình kẻ đường vuông góc với BC, đường này sẽ xác định là phương của vận tốc VB đối với C. Vậy VB đối với C phải nằm trên đường này. Vậy chúng ta biết phương, chiều, độ lớn chúng ta đi tìm. Rồi, nhìn lại biểu thức này, VB. Thì biểu thức này là quan hệ vận tốc giữa BC thuộc thanh BC. Ngoài ra điểm B còn thuộc thanh AB. Các bạn hiểu không? Điểm B thuộc hai vật, một là vật AB, hai là vật BC. Thì đây là quan hệ vận tốc giữa điểm B và điểm C thuộc thanh BC. Ngoài ra điểm B còn thuộc thanh AB. Mà thanh AB chuyển động gì? Thanh AB là chuyển động quay quanh A. Vậy thanh AB mà chuyển động quay quanh A thì vận tốc VB sẽ được tính như thế nào? Nếu điểm B thuộc thanh AB mà AB là quay quanh A, cho nên VB sẽ bằng AB nhân omega AB và có phương là vuông góc với AB. Các bạn hình dung không? Điểm B là thuộc thanh AB mà AB là chuyển động quay quanh A, cho nên vận tốc VB sẽ được tính theo công thức này. VB sẽ bằng là AB nhân omega AB và phương là vuông góc với AB. Vậy trong biểu thức này mình biết phương của vận tốc VB. Các bạn biết không? Phương vận tốc VB. Vậy tại B kẻ đường vuông góc với AB, đường này xác định phương của vận tốc VB. Vậy là VB mình biết phương rồi. Dựa vào chuyển động quay của thanh AB quanh A. Rồi. Vậy là gì? Tại B mình sẽ có ba vận tốc, một là gì? VC, hai là phương của VB, ba là phương của VB đối với C. Vậy tại B mình kẻ VC vô, vẽ VC vô. Rồi. Vậy mình có VC rồi. Nhiệm vụ mình là gì? Vẽ hình bình hành mà đường chéo chính là VB. Hai cạnh hai bên chính là VC và VBC. Vậy cách vẽ sao?
từ mũi tên VC kẻ đường song song với V V B, B đối với C, rồi từ đây kẻ đường song song với VC. Vậy là mình vẽ được hình bình hành. Và các bạn chú ý ha, là VB phải là đường chéo của hình bình hành, cạnh hai bên là VC và VBC. Vậy VC qua qua trái thì bắt buộc VB, đây là phương VB này, vậy VB phải hướng gì, hướng lên, và VBC cũng phải hướng lên đó. Vậy là mình phát xác định được là gì, phương chiều độ lớn của VB và VBC với VC biết rồi. Thì chúc các bạn chú ý nè, VBC là gì, VBC là vận tốc của B quay quanh C, mà B quay quanh C với vận tốc VBC hướng lên này thì omega BC phải sao, phải cùng chiều hộ đó. Từ chiều của vận tốc VB đối với C này, tức là VBC, thì mình suy ra được vận tốc góc của thanh BC. Rồi tiếp tục, chiều của VB đây, VB là gì, VB là vận tốc của B mà quay quanh đâu, quay quanh A, mà B quay quanh A với vận tốc VB hướng lên này thì cho omega AB phải là gì, phải là ngược chiều hồ. Các bạn hiểu không? Và dựa vào chiều của VB mình xác định được chiều quay của gì, thanh AB, tức là omega AB. Vậy trường hợp này AB là quay ngược chiều hồ, còn BC là quay cùng chiều hồ đó. Vậy là mình xác định được phương chiều. Giờ mình đi tìm độ lớn. Độ lớn dựa vào quan hệ hình học ha, AB tạo phương ngang góc 45 độ để cho, BC tạo phương ngang góc 30 độ để cho. Vậy góc hợp bởi VB và VBC là 75 độ, là tổng của hai góc này. Và chú ý nè, VB là vuông góc với AB, mà AB tạo phương ngang góc 45 độ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là VB cũng tạo phương ngang góc 45 độ luôn. Đó, góc này cũng 45 độ. Vậy góc này, nhóc nhỏ này của tam giác này sẽ là gì á? Là 60 độ. Vậy là gì? Vậy là tam giác này không vuông, không vuông các bạn. Vậy chúng ta sẽ dùng lấy sin. Để lấy sin là gì? Lấy VC. VC là cạnh ngang đây, VC chia cho góc đối diện của nó là 75 sẽ bằng VBC, VB đối với C mà chia cho góc sin 45, và sẽ bằng VB chia cho sin còn lại, là góc này là 60. Đó, dựa vào định lý sin đây các bạn. Trong biểu thức này mình có V nào? Mình có VC rồi, có VC rồi. Mình sẽ chia được VB. VB gì? VB bằng VC nhân sin 60 chia sin 75. VC bằng 2. Vậy mình sẽ bấm máy tính mình được là 1.793 đơn vị là mét trên giây. Mà chúng ta nói như nãy là VB là gì? VB là vận tốc của B mà quay quanh đâu? Quay quanh A. Cho nên VB được tính công thức hồi nãy là AB nhân omega AB. Từ đây mình sẽ suy ra được vận tốc góc của thanh AB, tức là omega AB sẽ bằng VB chia cho AB để cho AB bằng 200 mm. Trong khi vận tốc của mình đơn vị là mét trên giây, cho nên các bạn phải đổi cái này ra đơn vị mét, tức là 0.2 m. Vậy sẽ được là 8,965 đơn vị radian trên giây. Đây là vận tốc góc của thanh AB, và AB đang quay là ngược chiều đồng hồ với độ lớn là 8,965 radian giây. Rồi, giờ mình sẽ tìm vận tốc góc của thanh BC là omega BC đây. Khi mình tìm được vận tốc VB đối với gì? Với C. Vậy từ đây này mình suy ra được luôn, VB đối với C là bằng gì? Bằng VC nhân sin 45 chia cho sin 75. Vậy là bấm máy tính ra được là 1.464 đơn vị là mét trên giây. Mà VB đối với C, tức là vận tốc của B quay quanh C, là bằng BC nhân omega BC. Từ đây suy ra vận tốc góc của thanh BC, tức là omega BC sẽ bằng VB đối với C chia cho gì? BC. Mà BC để cho là 500 mm các bạn, chiều dài BC để cho 500 mm, mình phải đổi ra gì? Là 0.5 m. Vậy cuối cùng là omega BC bằng 2.928 đơn vị radian giây và cùng chiều hồ. Vậy là chúng ta đã tìm được vận tốc góc của hai thanh AB và BC.